Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của nhãn xứ, thế nào là tướng Pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học, để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn xứ, đó là pháp giới của nhãn xứ. Pháp giới của nhãn xứ này không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của nhãn xứ. Cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ tĩ thể thân ý xứ, đó là pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xứ. Pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xứ này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý xứ các đại bồ tát rõ biết như thật cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng Pháp giới của sắc xứ, thế nào là tướng Pháp giới của thanh hương vị xúc Pháp xứ, để các đại Bồ Tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả Pháp rõ biết như thật tướng tóm được quảng diễn, này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của sắc xứ, đó là Pháp giới của sắc xứ. Pháp giới của sắc xứ này không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của sắc xứ, cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của Thanh Hương vị xúc pháp xứ, đó là pháp giới của Thanh Hương vị xúc pháp xứ, pháp giới của Thanh Hương vị xúc pháp xứ này cũng không đoạn không diệt, không phân biệt mà có thể an lập, đó là tướng pháp giới của Thanh Hương vị xúc pháp xứ. Các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn bạch thế tôn thế nào là tướng pháp giới của nhãn giới thế nào là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thiệt thân ý giới để các đại bồ tát rõ biết như thật mà tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhãn giới đó là pháp giới của nhãn giới pháp giới của nhãn giới này không đoạn không diệt không phân biệt mà có thể an lập đó là tướng pháp giới của nhãn giới cảnh giới hư không thuộc lĩnh vực của nhĩ tĩ thể thân ý giới, đó là pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý giới. Pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý giới này cũng không đoạn, không diệt, không phân biệt mà có thể an lập. Đó là tướng pháp giới của nhĩ tĩ thể thân ý giới, các đại Bồ Tát rõ biết như thật, cần phải tu học để đối với tất cả pháp rõ biết như thật tướng tóm lược quảng diễn.